trái không? Chào cụ Đô Trinh. Em Hồ Vinh hả? Không muốn chơi. Thôi đây nè. Đông đô, đông đô. Kêu anh luôn sồn sồn mẹ cho rồi không có sồn thì trẻ thôi à, chỉ có vậy thôi. Cho kêu chú Hùng. Dạ. À, ba cháu hồi xưa chú Hùng em tôi chưa nhận gì vậy đâu biết ơi đèn nó sống sùng bển hả. Có một điều chưa hết sức là vui mừng. Được chưa anh? Lấy không? Lấy lên thôi không? Bỏ máy được chưa? Tôi hết sức là vui mừng và cũng hết sức là xúc động vì hôm nay là một ngày kỷ niệm 30 năm ngày mất của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga. Và tôi đã được cháu Hữu Châu, các cháu nó mời về đây để tham dự cái buổi tiệc hôm nay, đã làm cho tôi vô cùng xúc động. Vì 30 năm trước đây tôi chỉ là một người bạn diễn gắn liền với cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga. Thế rồi 30 năm sau lặng lẽ trôi qua, bây giờ tôi lại gắn liền và lại là bạn diễn của cháu Hữu Châu. Thì đây cũng là những cái kỷ niệm mà tôi thấy các cháu bây giờ rất là xứng đáng. Trong một cái gia đình Thanh Minh, Thanh Nga đã một thời gian bóng. Trong lúc đó, từ trên sân khấu có chúng tôi, có anh Văn Ngà, có anh Ba Say,
và một số anh em nghệ sĩ của chúng tôi trong thời điểm đó. Hôm nay các cháu nó đã trưởng thành hết rồi và các cháu nó rất xứng đáng với cái lớp kế thừa của đại gia đình sân khấu Thanh Minh Thanh Nga. Phải nói rằng hôm nay là ngày giỗ của Thanh Nga. Hôm nay là ngày giỗ của Thanh Nga. Phải nói là tôi rất là xúc động. Vì mới đây mà đã 30 năm rồi. Nhớ hồi tôi với Thanh Nga cũng có nhiều kỷ niệm. Tại vì từ năm 1970 tôi về Thanh Minh với những vở tuồng như là Khúc Hậu Đình Hoa, hay là Lá Sầu Riêng, nhất là vở Đi Bể Một Mình và Ả Đào Sai của Hoàng Thi Thơ. Không ngờ cô lại mất, bất ngờ quá, đã làm cho anh em rất là thương tiếc cô. Tới bây giờ thì đã 30 năm rồi. Tôi nghĩ rằng bữa nay Thanh Nga rất vui. Vui vì thấy các con cháu nó quay quần lo đám giỗ cho cô. Vui vì các bạn đồng nghiệp, những người thân vẫn thương mến cô. Khán giả vẫn nhắc tới cô. Một Thanh Nga, hoàng hậu của sân khấu. Một Thanh Nga, nghệ sĩ, tài danh của sân khấu Việt Nam. Một Thanh Nga, thinh sắc lưỡng toàn. Nói về Thanh Nga, thể nói là một nghệ sĩ bây giờ chưa có người thay thế. Và chú rất là đề nghị đó, hoặc là sau này đã nhớ là Thanh Nga mà sau này thành danh đó cũng nhờ ơn ông Lâm Nghĩa, người cha nuôi đó. Thì đầu tiên đó, chú đến với Sơn Nữ Phờ Ca là cái giai đầu tiên. Và chính cái giai đó là Thanh Nga được giải Thanh Tâm, thấy không? Thì phải nói rõ rằng là cái vở đầu tiên là của Nguyên Sắc, là Phúc Nguyên, nhưng mà tôi đem về tôi sửa lại, tôi rà lại, là tôi thêm thơ đó. Thì cái vở đó mà tôi đặt tựa đó, đặt Người Vợ Không Bao Giờ Cưới, nó nghe hơi là nó hơi có vấn đề, người ta thích, không? Nhưng mà đó là cái người đầu tiên được yêu, nhưng mà sau này là phải làm cái người mà nuôi con vợ lớn, nó có đẹp lắm. Thì Thanh Nga đó, với cái tuổi 16 đó, nó duyên dáng đóng vai Sơn Nữ Vờ Ca, ngồi trên đu mà đẩy qua đẩy lại đẹp lắm, nó do nó cái hình ảnh Thanh Nga chắc được hát là tới là ba tuần lễ. Hồi xưa chỉ có đoàn Kim Trung, nhưng mà Thanh Minh là bứt phá luôn. Thì Thanh Nga là cái giai đó là được là tuyệt vời. Và tới kế tới là cái vở mà Áo Cưới Trước Cổng Chùa, bây giờ cũng chưa có người nào đóng bằng Thanh Nga đâu. Vì cái giai đó là nói cái giai là phải cái vẻ Việt Nam, cái gái quê Việt Nam nghèo này thế nào đó. Mình chính cái giai đó không tính sau này nó cũng chưa người thay thế, mặc dầu có người thay thế cũng tạm được thôi. Thì nói chung đó, Thanh Nga là người rất cần mẫn, rất siêng năng mà chịu khó học tập, do đó mà Thanh Nga mới vươn lên rất nhiều. Ngoài ra Thanh Nga là gần gũi với anh em, biết nhìn xuống và cái hòa hợp với mọi người, ai cũng mến, chứ không phải ý được con bầu mà hết vậy thì đâu. Đó, thì riêng là nếu mà nhà báo muốn hỏi gì đó, chú trả lời hết. Vì Thanh Nga, chú là phó đoàn, đi theo đoàn đó là mấy mươi năm. Mà cái hay của Thanh Minh là báo chí nên nhớ là đa số soạn giả của đoàn đó đều là dân kháng chiến. Mà chỉ có đoàn Thanh Minh đó mới trả tiền bản quyền hàng tháng, trả tiền rồi khi mà tác phẩm ra đó trả tiền bản quyền nữa, mướn tháng cho từng người 6-7 soạn giả thì mới phân công ra mỗi người viết cái loại tuồng gì. Thành Thanh Minh là một cái sân khấu là có tuồng nhiều nhất, luôn đổi mới hoài, thành do đó mà khán giả rất đông, mà bây giờ là rất tiếc là chưa có ai trả tiền cho tác giả, tức là trả lương.
cho đến một ngày
đã phải sung sướng đẹp hơn là phát quà của tác giả. Giải tưởng thân trong tấm lòng của biển và sau
trong mê linh, tuần nga trong bên cầu dạch lửa, dân trong bóng tối và ánh sáng, dương dân nga trong thái hậu dương dân nga. Tôi còn nhớ trong đêm diễn vợ dương dân nga, trai cuối cùng mà cô được xem biểu diễn tại rạp Cao Đồng Hưng, nay là rạp Gia Định. Đến đoạn dương dân nga đã xuất thuyết của các quan đại thần khi phải quyết định có hay không nộp đông bào cho nhà Tấn, bằng một đoạn đồng thoại, thái hậu dương dân nga không những thuyết phục được các đại quan Nguyễn Bạc Đinh Điền mà cả tôi cũng bị chị thuyết phục. Đến nỗi khi mà dương dân nga Thanh Nga buông câu cuối cùng, không bao giờ, quyết không bao giờ dân đạt, thì tôi bật dậy khỏi ghế, vỗ tay một cách say sưa, sung sướng. Khán giả lúc bây giờ không quen việc vỗ tay, cũng dần dần hưởng ứng với tôi. Tôi còn nhớ như in nhạc. Nó cũng bằng tùng kiên mang lúc bào thanh. Sau giờ giới nghiêm, thương buồn, xa lộ không đèn,
người cô đơn trên phố bất đắc dĩ, năm du hề về làng, quá nhận chuyện Bình Đạo. Và khi chị Kim Cương mở hãng phim cũng tiệc mời chị tham gia trong một thoáng đam mê mưa trong rừng ấy. Số phim chị đóng không nhiều, các vai diễn của chị cũng chưa thật xuất sắc, nhưng nét đẹp thuần Việt của chị đã làm cho các nhân vật trở nên cuốn hút. Tuy nhiên, sân khấu cải lương mới chính là tâm huyết của chị. Những vai diễn trên sân khấu của chị cũng đã kịp ghi vào trong những bộ diễn, và tiếng hát của chị đã bay đi khắp nơi, trong và ngoài nước. Chị không phải là người thích lý luận, nhưng có một lần người ta đã hỏi chị, cái gì đã khiến chị đi với sân khấu cải lương? Cái gì đã khiến cho chị nao nức và có cái gì chị cần muốn nói với sân khấu cải lương? Chị đã nói như thế này: kinh nghiệm nào giúp ích cho ta phát triển nghệ thuật sân khấu nước nhà thì đấy là bài học quý báu nhất. Sự thay đổi hình thức của sân khấu đáng chú ý vì nó tăng thêm sự thu hút của cải lương. Văn chương của cải lương mới mẻ và tiến bộ khiến người ta quan niệm đúng mức nền văn hóa của nước nhà trong sự biểu hiện sống động trên sàn hội. Những sản phẩm có mang một ý hướng mới, thể hiện đúng đắn và trung thực của xã hội đương thời mới là điều cái quan tâm cho ta hơn cả. Được như thế thì nền ca kịch của ta mới đạt tròn sứ mạng cao cả của nó. Ý nghĩa mộc mạc ấy, lời phát biểu chân thành ấy, như thể chị đã chọn cho mình một quan điểm rất rõ ràng về sân khấu cải lương. Và thật sự, sân khấu cải lương